con đi. Con mày bố, con mày mẹ. Con này nha. Cho nó đánh cái tên lực vô. Chưa lực vô á. Cái này anh muốn chó? Mẹ à, thì có tiền mua cái này. Mẹ chở sao mẹ mua? Thăm bệnh tim cho bố. Rồi. Bố bị bệnh tim.
chị đi mở một đây thì cho trái hàng một. Đây có cơm nguội. Cơm nguội à bố ơi? Chị đi nhặt rau. Đi nhặt rau á? Không đi. Thank you.
Cắt đi mà nghỉ thôi. Đi về chợ bên kia đi, nghỉ ngơi ăn uống đi. Cái thật lợi thật chứ, cái này ăn dữ lắm. Ngọt thôi nhỉ, không giá nó 35. Món này nó Về đây nhà. Em về đi. Nhặt đi. Lá giả không lấy đâu nhé. Vàng vàng không lấy đâu nhé. Nhặt xong để ở đây tìm bố đi. Nhà ăn mày. Đó. Ồ, cái đây không sao đâu. Con sâu nó ăn đấy. Phải nấu thật ngon và thì mẹ mẹ ăn thích à. Ừ, nấu thật ngon đấy. Cha mẹ cũng sắp về rồi. Xem mà mặc cái áo xong bẩn hết rồi này. Có mua hàm mà hai cái mặc áo bông mặc thêm bẩn hết có cái gì không? Đi mà đi về bố nhặt cái này đi cái này bố nhặt
Con ơi, về đây bố bảo nhanh lên. Nào, chuẩn bị ăn cơm, bác không nghe con à? Bố đi rửa dao. Chui cho ta nhà hàng á. Thằng bố sẽ cơm cho. Mẹ về rồi để ăn cơm. Cho bia cho lùi chu à. Ừ, mẹ ơi, con đi lấy cho mẹ. Con không lấy được đâu, cao quá. Ơi, cơm. Bia cơm có hai bố mẹ. Ừ, ăn cơm. Có mày bố, có mày mẹ, có mày em. Ừ, ừ, ăn thịt đi. Có mày chị, có mày bố. Đi hoa mày mẹ. Tu đồ mà. Tu hoa chị ăn cái này. Cái gì trong mày? Mà ăn nữa, ăn rau xanh mới xinh chứ. Dạ. Mà đâu nó con hờ quá. Nó nhỏ. Có dập cái nhà. Chị à. Rau ngon lắm. Rau trứng dao á. Ai biết trứng dao mà đẹp thế. Nãy khoan được trứng dao đây con. Ừ, nó vào bạn. Ngon không? Cho con chó ăn nhé. Ăn đi, ôi, em thương nhỉ. Chờ tí nó đã, mình ăn cơm xong nó cho ăn nó ăn sau. Nhá. Ngon quá, cho cái này ngon quá. Thank you.
ăn đi. Ba mẹ con ăn ít đi. Ừ, ăn cơm xong không phép à? Tao tao xanh mẹ, tao xanh bố, tao không cần không phép đâu mà. Không ăn xong rồi đấy. Ngon thật. Tôi làm bột quả đâu ấy? Ăn hết. Thích chị ơi. Được không có. Bố giờ mỡ nè, bố đi ăn quả. Không ăn quả? Ờ. Chị ơi. Dạy với nhà lắm con. Ở ngoài chơi rồi. Ui. Chơi với cả con là nhà ngoài chơi nhá. Với nhỏ á. Sao ta? Không làm gì đâu. Ờ, ba nhà, ba nhà, ba nhà. Bố giả vờ một tí, trêu mẹ một tí. Ba nhà, nhìn đi. Ui, giờ khóc cái gì mà bố làm gì đâu. Ngủ đi ngủ. Kẻ áo bông ra. Lạnh. Ui, giờ cái chân mỏng cái này. Thờ. Một mới chưa đi. Ông mới bố. Bố lâu ngày không về rồi. Đi mồm anh.